Đề cương ôn tập toán lớp 8 học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chúng ta đi vào phần trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả phép nhân 5 x y nhân cho 3 x trừ 1. Vậy thì ta thấy 5 x 3 là ra 15. 15 x bình y. 15 x bình y trừ cho 5 x y nhân 1 thì ra 5 x y. 5 x 3 15, 15 x bình y trừ cho 5 x y. Vậy mình chọn câu B. Câu 2, kết quả của phép nhân. Ở đây là mình lấy đa thức chưng cho đa thức. Lấy 3 x nhân 5 x là ra 15 x bình. Rồi chỗ này là 3 x nhân 1 là ra 3 x. Âm 2 nhân 5 x là ra âm 10x. Âm 10x mà cộng cho 3x là ra âm 7x. Như vậy ở đây có âm 7x. Âm 2 nhân 1 ra âm 2. Chọn câu D. 15x bình. Âm 10 mà cộng 3x ra âm 7x. Âm 2. Rồi sang bài 3. Khai triển 4x trừ 1 tất cả bình. Như vậy ta coi 4x này là a này là 1 là trừ b, sử dụng a trừ b tất cả bình. Nó sẽ bằng là a bình. Như vậy 4x tất cả bình, 4 x 4 là ra 16, 16x bình. Trừ cho 2 lần ab là trừ 8x, cộng cho b bình là 1. Trừ cho 2 lần ab. A ở đây là 2x. Như vậy 2 x 4 là bằng 8. Mình chọn câu C. Rồi sang câu 4. Phân tích đa thức thành nhân tử. X mũ 3 trừ 4x ta được. Vậy mình đặt x ra ngoài. Đặt x ra ngoài thì nó còn lại là x bình trừ 4. X bình trừ 4 mình phân tích là x cộng 2 nhân x trừ 2. Chọn câu B. Rồi sang câu 5. Phân tích đa thức x trừ 2 tất cả mũ 2 trừ cho 16. Như vậy x trừ 2 tất cả bình mình phân tích ra là x bình trừ 2 lần AB, tức là 2 x 2 là 4. Như vậy là 4x cộng cho B bình, tức là cộng cho 4. 2 bình phương lên là bằng 4 trừ cho 16. Đó. Như vậy nó sẽ ra là x. Vậy ở đây mình 16. Như vậy không được rồi. Ở đây mình phân tích là x trừ 2 tất cả bình trừ cho 16 thì phân tích ra là 4 bình. Như là a cộng b nhân a trừ b. Như vậy là x trừ 2 cộng 4 đem nhân cho x trừ 2 trừ 4. Như vậy kết quả là x cộng 2 nhân cho x trừ 6. X cộng 2. 4 trừ 2 ra 2. X cộng 2 nhân x trừ 6. Chọn câu B. Sang bài 6. Kết quả của phép chia. Mình lấy 2 x y. Chỗ này 2 x y ra 1. 1. 4 chia 2 ra 2. X bình chia x ra x. Y rút gọn hết. Trừ 8 chia 2 ra 4. X đơn giản cho x. Còn y bình chia y còn y. Như vậy chọn câu B. Cộng trừ đây, cộng trừ. Rồi sang câu 7. Tổng các giá trị của x thỏa mãn bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là x mở ngoặc ra x trừ 1. X trừ 1 mà nhân cho x cộng 1 thì nó ra là x bình trừ 1 cộng cho x bình trừ 1 bằng 0. Vậy thì mình nhân vào. Ở đây mình đừng có nhân, mình nhân vô mình không giải được đâu. X bình trừ 1 mình thấy x bình trừ 1 chung
thì còn lại là x cộng 1 bằng 0. Vậy thì cho từng cái bằng 0, cho x bình trừ 1 bằng 0 và x cộng 1 bằng 0. Vậy thì chỗ này tương đương là x bình bằng 1, x bình bằng 1 và x bằng trừ 1. X bình mà bằng 1, vậy thì x có thể là cộng trừ 1. Vậy thì ở đây họ cho đáp án gì đây? Tổng cái giá trị của x thỏa mãn. Như vậy x bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Như vậy x sẽ bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Tổng các giá trị của x như vậy lấy hai cái này cộng lại ra bằng 0. Chọn câu D. Câu 8. Điền vào chỗ trống 4x bình cộng 4x trừ x bình cộng 1 thì nó sẽ bằng chấm 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 2x cộng 1 cộng y cộng 1. Vậy ở đây mình sẽ phân tích 4x bình. Vậy mình sẽ đưa 4x bình cộng cho 4x cộng 1 vô một nhóm. Ở đây tức là 2x tất cả bình cộng cho 2 lần A. A là 2x, B là 1. Cộng cho B bình tức là cộng cho 1. Thì ở đây mình phân tích ra là 2x cộng 1 tất cả bình. Rồi trừ cho y bình. Rồi lại dùng hằng đẳng thức. Dùng hằng đẳng thức là 2x cộng 1 cộng cho y nhân cho 2x cộng 1 cộng y. Vậy thì ở đây mình có 2x cộng y cộng 1 nhân thêm cho 2x trừ y cộng 1. Vậy là 2x trừ y cộng 1. Chọn câu B. 2x trừ y cộng 1. Chọn câu B. Mình phân tích hằng đẳng thức ra thôi. Rồi sang bài 9, thực hiện phép tính 4x mũ 4 trừ 4x mũ 3 cộng 3x trừ 3 đem chia cho x trừ 1. Mình lấy mũ 4 mà chia cho mũ 1 thì ra x mũ 3. X mũ 3, 4 chia 1 thì ra 4. Sau đó mình nhân lên 4 x mũ 3 nhân x thì ra 4 x mũ 4. Rồi nhân lên là trừ 4 x mũ 3. Sau đó mình trừ. Như vậy nó đưa về số 0 nè. Chỗ này 3 x trừ 3 viết lại nè. Tiếp tục lấy 3 x mà trừ. Lấy 3 x chia cho x thì nó ra là cộng 1. A cộng 3. Lấy 3 chia 1 ra 3. 3 nhân x là ra 3x. 3 nhân cho trừ 1 ra trừ 3. Rồi hết. Kết quả là 4x mũ 3 cộng 3. 4x mũ 3 cộng 3. Chọn câu D. Rồi bài số 10. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Rồi đề bài cho là x bình trừ x cộng 1 bằng. Yêu cầu chúng ta đi tính giá trị nhỏ nhất. Giờ chúng ta sẽ đưa về hằng đẳng thức. Nó là x bình trừ 2 lần A là x. Như vậy B, 2 chúng ta thêm vào thì chúng ta chia 2 ra nhân cho 1 phần 2. Như vậy đây 1 phần 2 chính là con B. Rồi cộng cho 1 phần 2 tất cả bình. Mình cộng vào thì mình phải trừ ra. 1 phần 2 tất cả bình chính là 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 cộng 1. Cộng 1 là đề bài nó có sẵn rồi. Như vậy lúc này sẽ bằng. Từ đây đến đây ra hằng đẳng thức đó là x trừ 1 phần 2 tất cả bình. Rồi 1 có nghĩa là bằng 4 phần 4. Lấy 4 trừ 1 là ra dương 3.
dương 3/4. Ha, à, vậy thì vì vì là x trừ cho 1/2 tất cả bình phương thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi cộng 2 vế cho 1 cộng 2 vế cho 3/4. Như vậy x trừ cho 1/2 tất cả bình phương mà cộng cho 3/4 nó sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 3/4. À, vậy thì giá trị nhỏ nhất tức là dấu bằng xảy ra. Vậy thì dấu bằng xảy ra nó sẽ bằng 3/4. Vậy ở đây mình chọn câu B. Câu B là 3/4. Chọn câu B. Rồi bài 11. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức B. Rồi bằng chấm chấm là. Rồi câu 11 chúng ta sẽ trình bày như sau. Như vậy chúng ta sẽ làm tiếp bằng trừ. Giờ mình đưa về hàng đẳng thức 9 tức là 3x tất cả bình trừ cho 2 lần. Như vậy A của mình sẽ là 3x. Còn B, B ở đây mình sẽ thế vào là 1/3. Để 3 với 3 rút gọn, 3 với 3 rút gọn đi, thì còn lại là âm 2x y như cái đề bài. Còn 3x bình phương nó chính là bằng 9x bình phương. Khi chúng ta thêm bớt thì chúng ta không được sửa đề, chúng ta phải bám sát vào cái đề bài cho. Rồi, áp dụng hàng đẳng thức trừ cho 2 lần A, A là 3x. Còn B mình sẽ tự chọn một số bất kỳ. Vậy khi mình chọn vào nó ra 1/3. Vậy 3 với 3 rút gọn nó còn ra là 2x. Rồi, vậy thì con B nó sẽ là 1/3. 1/3 tất cả bình. Mình cộng vào thì mình trừ ra, vậy thì trừ 1/9. Rồi cộng cho 2/9. Rồi, như vậy từ đây đến đây là nó ra hàng đẳng thức đó là này, đóng dấu ngoặc vuông lại ha. Rồi dấu trừ nè, mở dấu ngoặc vuông ra nè. Nó ra là 3x trừ 1/3 tất cả bình. Lấy 2/9 mà trừ cho 1/9 thì nó ra là dương 1/9. Rồi chúng ta bỏ ngoặc vuông đi. Vậy nó sẽ là trừ 3x trừ cho 1/3 tất cả mũ 2 trừ cho 1/9. À, như vậy đây là số âm. Như vậy nó luôn bé hơn hoặc bằng mấy? Số âm mà, vậy thì nó luôn bé hơn hoặc bằng âm 1/9. Tức là ta trừ 2 vế cho 1/9. Vậy thì giá trị lớn nhất ở đây tức là dấu bằng xảy ra. Như vậy dấu bằng xảy ra sẽ đạt giá trị lớn nhất. Và nó sẽ là âm 1/9. Khi nào? Khi mà 3x, khi nào khi mà 3x nó bằng 1/3. Vậy thì x nó sẽ bằng 1/9. Khi mà x bằng 1/9 á, thì giá trị lớn nhất sẽ xảy ra, nó là âm 1/9. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu D. Chọn câu D là âm 1/9. Rồi câu 12, biểu thức nào không phải là phân thức? Đã là phân thức mẫu phải khác không? Trường hợp D có mẫu ở dưới không, có không ở dưới mẫu, cho nên chúng ta chọn câu D là không phải phân thức. Câu 13, chọn đa thức thích hợp điền vào chỗ trống trong đẳng thức. Vậy ở đây chúng ta nhân chéo lại, lấy hai này nhân chéo cho nhau. Tử này nhân mẫu kia, như vậy nó ra là x. X nhân cho. Như vậy ở đây sẽ là x nè. X đem nhân cho x. X bình trừ 2 thì mình phân tích là x cộng 2 nhân x trừ 2. Rồi bằng. Còn cái chỗ đây, cái tử này nó ra x bình trừ 2x. Mình đặt x ra làm nhân tử chung. Đặt x ra làm nhân tử chung thì nó còn lại là x trừ 2. Như vậy nó có x trừ 2, nó có x rồi thì nó sẽ thiếu gì? Nó thiếu x cộng 2. Nên mình chọn x cộng 2. Trường hợp này chọn câu B. Rồi câu 14, kết quả của phép tính. Cộng lại, ở đây chúng ta thấy hai phân thức đại số cùng mẫu thì ta cộng tử. Cùng tử. Vậy thì 3x với trừ 3x là hết. 1 cộng 1 ra 2. Như vậy mình chọn 2. 1 cộng 1 ra 2 đúng không? 2 rút gọn cho 2. Vậy thì nó còn lại là 1 trên cho x bình y. 1 trên cho x bình y, chọn câu A.
Rồi câu 15. Cho tứ giác ABCD có góc A cộng góc B bằng 140. Vậy thì góc C cộng góc D bằng bao nhiêu? Mình biết là tổng 4 góc trong một tứ giác là bằng 360 độ. Chúng ta lấy 360 độ trừ đi 140 độ là ra 220 độ. Chọn câu B. 220 độ. Rồi câu 16, chọn phát biểu sai trong các biểu thức sau. Câu A. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau. Chọn câu sai. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là đúng. Trong hình thăng cân có hai đường chéo bằng nhau. Đúng luôn. Trong hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là sai. Hình thăng cân thì chỉ có hai đường chéo vuông góc và không bằng nhau. Hình vuông thì có hai bằng chéo hai đường chéo bằng nhau là đúng rồi. Sang câu 17. Hình thang có độ dài đáy, có độ dài hai đáy là 6 và 10. Vậy thì đường trung bình của hình thang có độ dài bằng bao nhiêu? Đường trung bình sẽ bằng tổng độ dài của hai đáy. Như vậy 10 cộng 6 ra là 16, 16 chia 2 ra 8. Đường trung bình sẽ bằng nửa tổng độ dài của hai đáy. 10 cộng 6 ra là 16, 16 chia 2 là ra 8. Rồi, bài 18 hình thoi có hai đường chéo là 6 và 8. Vậy thì cạnh hình thoi là bao nhiêu? Rồi, họ cho hai đường chéo vuông góc. Hình thoi thì các cạnh của hình thoi là bằng nhau. Có hai đường chéo, một đường chéo là 6 thì nửa của nó sẽ là 3. 8 thì một nửa của nó sẽ là 4. Vậy dựa vào định lý Pythagore để mình giải, 3 4 thì đây sẽ là 5. Bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Chọn bằng 5, vậy thì chúng ta chọn câu A. Đó là 3 4 5, 3 4 5 hoặc là gì? 6 8 thì cạnh ở đây sẽ là 10, 6 8 10. Rồi sang bài 19. Cho hình chữ nhật ABCD. Cho hình chữ nhật ABCD. Giả sử như đây chữ nhật A, B, C, D. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ đỉnh A xuống BD. Nối BD lại. H là chân đường vuông góc, vậy hạ từ đỉnh A vuông góc xuống. Đó là AH. Xuống BD. Biết HB bằng 9. HB cạnh này bằng 9. HD bằng 3. HD bằng 3. Thì độ dài AB là bao nhiêu? Cạnh này bằng bao nhiêu? Rồi họ cho tích của hai hình chiếu nè. Họ cho DH và HB. Như vậy bình phương đường cao sẽ bằng tích của hai hình chiếu. Như vậy AH bình phương sẽ bằng 3 nhân 9 bằng 27. Vậy AH bằng căn 27. Rồi đi tính AB thì áp dụng Pythagore để chúng ta tính. AB bình phương nó sẽ bằng AH bình cộng cho HB bình bằng 108. Vậy suy ra AB nó sẽ bằng căn của 108. Vậy mình chọn câu A. Ở đây là họ không có cho hai cạnh góc vuông mà họ cho là tích, cho là hai đường chiếu hạ từ AH xuống. Chân đường vuông góc cũng chính là đường cao đó, AH cũng chính là đường cao, họ cho hai hình chiếu. Vậy thì đường cao bình phương lên sẽ bằng tích của hai hình chiếu. Rồi áp dụng Pythagore mình giải thôi. Chọn câu A, 108. Căn 108. Sang câu 20, hai tam giác có diện tích bằng nhau. Thì bằng nhau. Hai tam giác mà có diện tích bằng nhau thì bằng nhau là sai. Tự vì á, diện tích của một tam giác á thì sẽ là bằng đáy nhân với chiều cao. Đáy nhân với chiều cao. Vậy thì miễn sao ví dụ như đáy nhân với chiều cao chia 2. Ví dụ như lấy 6 x 2 cũng ra 12 hoặc là 4 x 3 cũng ra 12. Vậy thì không thể nào khẳng định được là diện tích mà bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
hai tam giác mà có diện tích bằng nhau thì bằng nhau là sai ha. Câu 21. Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông, đó là 4 và 6 thì diện tích sẽ là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6 và 8. Để bài yêu cầu tính diện tích thì diện tích nó sẽ bằng 1/2 tích độ dài của hai cạnh góc vuông, tức là lấy 6 nhân 4. 6 4 chia 2 là được 2. 2 nhân 6 là 12. 4 nè, chia 2 là được 2, 2 nhân 6 là 12. Chọn câu B, 12 cm bình phương. Như vậy chúng ta đã xong phần trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tự luận.